thông báo về tình hình sức khỏe của Hồ Chủ tịch. Trong mấy tuần nay, Hồ Chủ tịch không được khỏe. Đảng và nhà nước ta đã tập trung mọi khả năng và phương tiện để chữa bệnh cho người. Một tập thể các giáo sư và bác sĩ y khoa đang ngày đêm săn sóc sức khỏe của người. 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, một ngày buồn đau của toàn dân tộc. Hơn 60 năm qua, từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Hồ Chủ tịch là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, là người xây dựng nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam và mặt trận dân tộc thống nhất, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.